Em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em sẽ làm một cái clip để giới thiệu về đôi bát 50 này. Thì các bác đang được xem đôi bát 50 này là đôi bát chuyên súp. Thì ở đây em đang để ra có một cái thôi, còn đâu các bác mua lẻ một cái được, mua một đôi cũng được vì bát này bát súp. Cô 125 từ neo. Cái dòng này thì em đang có hai nọ. Đấy các bác nhá. Một dòng là neo bi và đây là một dòng là neo khối. Con neo khối này, đít của nó có đôi 4, 6, 8, 10 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Đít màu trắng. Thì các bác mà đánh cái dòng này thì dòng chuyên về sự kiện. Màng đằng sau sân, màng đằng sau sân. Màng sân nhá. Màng sân và con này của nó là sơn dầu bóng ở mặt sau. Cô 125 từ neo liền khối. Xương cá trẻ đôi này. Con này là hàng chính hãng của công ty Sini. Nó có mã là 18NU506A. Hàng hãng của công ty Sini các bác nhá. Côn 125. Nhện của nó sẽ được phủ tuyết. Đấy. Con này sẽ đánh với công suất là 1.300, 1.500, 1.800 một kênh thì để đánh được một loa. Các bác đánh đẩy khỏe thì có thể đánh súc kép. Mang xếp đi lượn sóng, lón sân, gân 3 gân. Bát súp 50 liền khối này thì là mẫu này thì em cũng về lâu rồi, nhưng hôm nay em mới có thời gian để đăng lên để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Với cái mẫu bát 50 leo liền khối này, đây cái hộp của nó thì em cũng vừa mới bóc ra em kiểm tra và em giới thiệu cho tất cả các bác. Đôi bát 50 này một đôi nhá, có giá trên 6 triệu một đôi. Anh em hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt đôi bát 50 leo khối của công ty Silly. Hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt một cặp bát súp 50 chính hãng công ty và neo khối. Và hôm nay bên Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.